Xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn khi các bạn quyết định đi du học ở một nước nào đó thì các bạn cũng sẽ muốn tìm hiểu thông tin về ngôi trường tại đất nước đó. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về du học tại Singapore và đến với trường Kaplan tại Singapore. Thì trường Kaplan tại Singapore thuộc tập đoàn Kaplan Inc. của Hoa Kỳ là nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với 500 khu học xá tại 30 quốc gia trên toàn cầu. Và tập đoàn Kaplan thì đã đáp ứng được nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên mỗi năm. Và khi các bạn học tại Kaplan Singapore thì các bạn sẽ học chương trình đại học với bằng cấp của các nước từ Anh và Úc. Ngoài ra, khi các bạn đăng ký nhập học tại trường Kaplan Singapore ở công ty du học Tân Đại Dương thì các bạn sẽ nhận được những ưu đãi, ví dụ như là miễn phí 100% dịch thuật, dịch vụ làm hồ sơ, hoàn tất các bước của hồ sơ xin thư nhập học, miễn phí làm bài kiểm tra đầu vào của trường, miễn đăng ký ký túc xá, miễn phí tư vấn chọn trường và hỗ trợ phụ huynh sang thăm con em mình tại Singapore, hỗ trợ học sinh trong suốt thời gian học tập tại Singapore. Và mọi thông tin chi tiết về trường Kaplan Singapore thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty du học Tân Đại Dương, văn phòng đại diện tuyển sinh của trường theo 3 địa chỉ như sau. Tại quận Nhất thì các bạn sẽ đến địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và liên hệ số điện thoại là 0838484879. Và tại chi nhánh ở quận 5 thì các bạn sẽ tới địa chỉ là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 với số điện thoại là 0838382080. Và tại chi nhánh ở Nha Trang thì các bạn sẽ tới địa chỉ là số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và số điện thoại liên hệ là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.